Anh chị ơi, cho em hỏi anh chị muốn order gì ạ? À, hôm nay quán em có trà sen, trà đào với lại cà phê. Siêu phong. À, món ngon hả? Ba món đều là best seller đó anh. Trà đào anh. Món gì đặc sắc của quán mình? Dạ trà sen. Chị cho mình một trà sen đi. Dạ rồi, của anh một trà sen, của chị một trà đào. Dạ em xin nhận order. Xin cảm ơn ạ. À, cho mình rửa nước. Mày nhớ mày, em nhớ mày. Sao anh này cũng chỗ hả? Mình xin gửi. Ủa thế bằng đó tới 7 người luôn mà. Có bà đây vậy? Không, tôi ra tôi hỏi là còn xin gửi. Chào. À, ok. Cho mình gửi. Chúc các bạn dùng ngon miệng. À, chứ hỏi còn bạn nào chưa có nước không? Dạ. Dạ sen. Hỏi là mấy bạn cảm thấy thức uống hôm nay như thế nào? Khá là ok, khá là ngon. Theo mình nghĩ là nước uống này cũng khá là ngon, mình cảm thấy là cũng rất là ok rồi. Vậy vậy còn bạn sao? Cũng giống vậy, ngon. Vị nó rất là hòa quyện, nó chua ngọt đó, rất là. Cho mình cảm ơn các bạn về sự đánh giá này.